Xin chào các cô em xinh tươi. Anh đứng đây từ chiều tới giờ nhưng không có ai đi qua. Ok, chắc hẳn tất cả những anh em đam mê MU nói chung, đặc biệt là MU Hà Nội, khi mà anh em đã gắn bó với game từ những cái thời điểm game ra với cái phiên bản từ năm 2003, thì chắc chắn cái khung map này chắc chắn đối với những anh em chơi game hoặc là đặc biệt những anh em chuyên buôn bán đồ trong game ấy, không bao giờ quên được cái địa điểm này. Đặc biệt là cái cây cầu này với rất là nhiều member tụ tập. Và ngày xưa chúng ta chơi game ở trong cái thời điểm ngày xưa ấy, ở chỗ này chúng ta hay có cái khái niệm đó là đóng cửa Norensia, chính là cái địa điểm ở đây. Chính là cái địa điểm này mà anh em hay ngày xưa hay dùng từ đóng cửa Norensia. Đóng cửa có nghĩa là đôi khi anh em chạy ra ngoài này giao dịch này, chạy ra ngoài này giao dịch đồ với nhau ấy, gọi là cha re đấy ạ, thì sẽ có những top vip đứng ở đây và ra là giết, hoặc là mọi người sẽ đi săn ở ngoài này về và sẽ giết cho hết về hết thành và đứng ở đây rất là oai hùng. Những sát thủ màu đỏ nửa đứng ở đây thì thực sự rất là oai hùng. Rồi ngày xưa mà có nick top mà ra đây mà đứng mà đóng cửa Norensia thì đúng là một trong những cái cảm giác nó thực sự là happy time, thực sự nó phê đấy. Rất nhiều những game thủ sẽ đứng ở đây và xem những sát thủ, những top PK nhau. Tuy nhiên thì bây giờ mọi người sẽ giải quyết ân oán PK bằng hai cái map. Bây giờ Norensia không đứng nữa. Và mọi người nhá, bán hàng thì sẽ chuyển sang Norensia Market này. Mọi người sẽ vào đây để tìm những món đồ cần mua. Ở trong Norensia Market thì chỉ bán đồ ấy thôi, đồ gọi là nguyên liệu thôi, hoặc là đồ ếch vớ vẩn thôi, chứ còn không có đồ xịn đâu. Đồ full, đồ những dòng full thì không có. Mua đồ này. Đó, bạn này đang bán cái cánh thương thủ với 75 viên ngọc ước nguyện này và trao này, bán rất nhiều nhá. Đây là Norensia Market được thiết kế riêng dành cho hội thương gia, thương nhân buôn bán ở trong này, không có quán rượu. Rồi bây giờ anh em PK sẽ lên map chủ yếu chính, đó là map này, K3. Mọi người hay gọi là K3 đấy ạ. Không phải đây, mình nhầm đây, Riemann này cơ. Đó, mọi người hay gọi là K3 tại vì cái đoạn đường để di chuyển từ cái điểm hồi sinh tới cái chỗ mà chúng ta có thể nào vào vồ nhau và sâu cấu xé nhau nó rất là gần. Thường là mọi người sẽ ưu tiên những cái vị trí như thế. Đó. Ưu tiên những địa điểm như thế. Đây là K3 này, hoặc là Rakion như mình hay gọi đây này. Tiếng Anh mình hơi kém nên là mình sẽ đọc theo cách hiểu của mình nhá. Còn nếu mà mọi người yêu cầu phải đọc chuẩn theo cái ngữ pháp thì mình cũng xin lỗi là mình không làm được điều đấy. Mình sẽ đọc theo cái cách hiểu nhanh của mình. Rồi, đây cũng là một cái map mà anh em PK là hay hẹn nhau lên đây, hoặc là chúng ta có thể vào cái sự kiện đào ngọc. Đào ngọc thì sẽ mở sự kiện cái lúc 6 hay 7 giờ thì mình nhớ nhầm, khoảng 9 giờ sáng. Cái map đào ngọc thì chúng ta có thể vào và PK và sẽ hồi sinh rất là nhanh. Ok, ở đây chúng ta sẽ có cái thông tin, đó là đấu trường Arena sắp đóng này. Hiện tại thì Arena đang mở như những video trước mình có review, rất là đông. Đó, rất là đông nha. Đây là cái bãi của mình. Mình sẽ lấy gọi tiếng Việt có dấu trước. Như mình cũng đã chia sẻ mọi người đấy, tất cả các top thì đều có những cái bãi cầy cuốc, gọi là bãi VIP ở trên Arena. Thường thì VIP thì thường sẽ có bãi hết. Đây, như bãi này là bãi của Atula và Minh Béo cộng với DK Emilio. Đó, cái tên tương đối khó đọc đối với người học kém tiếng Anh như mình. Rồi chúng ta sẽ di chuyển về một cái map khác đi. Map yên tĩnh hơn một chút, có những cái bản nhạc du dương. Map yên tĩnh, bản nhạc du dương thì chỉ có thể là Noria thôi.
Rồi chúng ta sẽ ngồi ở đây. Ở đây và mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái clip ngày hôm nay mà mình sẽ làm với mọi người. Rồi. Ok, nhận được cái yêu cầu của một bạn có theo dõi kênh của mình về cái yêu cầu của bạn đó là bạn đây thì mình cho các bạn xem nha. Những yêu cầu như này mình cũng sẽ cố gắng làm đầy đủ cho anh em. Một cái yêu cầu của một bạn có comment đây này, mình có tìm được ác nào có cánh lưỡng nghi để làm clip đi, thấy cánh đó hiếm. Thì sau khi nhận được cái comment, đọc được comment này thì mình đã nghĩ ngay tới Atula, nhân vật đang sở hữu chiếc cánh lưỡng nghi của Sever. Cánh này thì giống với cái dòng cánh chinh phục, cánh gì mà hôm qua mình mới có review trên video đi săn Kundun mà Angel Ocean đang mặc nhỉ. Mình xem lại nào. Cái cánh này ít có nên là mình cũng không nhớ được tên đâu. Mình xem lại cái cánh đó nào. Những cái cánh này thì chỉ có admin mới có thôi chứ người member chơi là chưa có. Đây, cánh chinh phục. Hôm qua là mình xem cánh chinh phục. Ở đây admin đang treo cánh chinh phục với mức giá 1 triệu bạc này. 1 triệu bạc này. Cánh lưỡng nghi này. Đó. Và cánh thiên đường. Thiên đường thì thường rồi. Đây là cánh lưỡng nghi. Chỉ có hai chiếc cánh thôi, chinh phục và lưỡng nghi. Thì chinh phục hôm qua chúng ta đã được xem cái hiệu ứng của nó trên sân nhân vật show Angel Ocean. Còn hôm nay chúng ta sẽ đi đến với chiếc cánh lưỡng nghi độc nhất server đây này. Chiếc cánh này thì sẽ sở hữu được bởi cái lô đấu giá, cái lô đấu giá cuối năm vừa rồi mà Tết Dương Lịch, mình nhớ nhầm, Tết Dương Lịch thì admin cho đầu cánh trước, sau đó để đồ trang bị thì với là đấu giá sau. Mình xem lại là đấu giá VIP, đấu giá sốc thì đã bị khóa rồi, mọi người có thể xem lại một chút nhưng mà nó bị khóa mất rồi. Rồi, ngày hôm nay thì nhân vật của chúng ta sẽ review giới thiệu tới mọi người đó là Atula. Đây là một trong những nhân vật cũng rất là gạo cội ở trong game. Chủ account cũng có cái tuổi tương đối lớn nhưng mà anh vẫn đam mê MU và cũng đã có dịp ngồi họp với chủ account về anh rất là điềm đạm và được mệnh danh là một trong những người hiền nhất MU Hà Nội, không bao giờ đánh ai. Có thể mọi người sẽ nhìn thấy Atula chat trên kênh hoặc là đánh nhau lung tung trưởng ở trên arena, nhưng mà chủ account đấy không phải chủ account mọi người nhá. Anh rất là điềm đạm và hòa đồng vui vẻ. Hiện tại thì cũng như tất cả những anh em đam mê game và mình thì anh rất là đam mê game. Hiện tại thì anh vẫn đang có nuôi con game Atula này. Tuy nhiên thì anh có nhờ những anh em hoặc những người em thân thiết có thể cầm cũng như là reset hàng ngày hoặc là cày cuốc những cái điểm mà để giữ cái bảng nhân vật này trên bảng xếp hạng top. Rồi. Cái thông tin đầu tiên mà khi chúng ta đi vào phân tích một cái nhân vật top sở hữu những trang bị top ở trong game thì đầu tiên chúng ta sẽ đi xem về cái chỉ số sức mạnh của nhân vật trên bảng xếp hạng trước. Bảng xếp hạng toàn server của MU Hà Nội thì Atula của chúng ta sẽ đứng ở vị trí thứ 16. Còn đối với hệ chúa tể thì Atula đang đứng ở vị trí thứ 12. Và đây là một cặp vợ chồng kèm với vợ là Lucky Girl. Chúng ta sẽ có nhân vật Atula của chúng ta sẽ có là 1460 lần reset, Poi dư là 105.430, Poi Master là 1985. Đó, Poi Master thì anh đã cày mắc rồi, mắc của cái Poi Master này rồi. Và cái cặp xác không của Atula cùng vợ thì với cái giá trị định giá trên thị trường chuyển nhượng là mình không biết. Thực sự là mình không biết. Tại vì là khi mà mình nhận được một account mình review ấy thì mình sẽ hỏi chủ ác xem là cái giá trị của cái account đó trên cái thị trường chuyển nhượng như nào để mình có thể báo giá tới anh em đam mê cái giá trị, nhưng mà chủ account này người ta không bán ác và mình cũng không có hỏi được cái thông tin đó nên là chúng ta chỉ tham khảo thôi.
Tại vì là cái thông tin giá trị ARC này thì những người chơi kỳ cựu trong game thì có thể định giá được, hoặc là những thương nhân có thể định giá được, nhưng mà chúng ta là người dùng, là những gã tay mơ thì không thể định giá được chính xác được. Đó. Rồi, cái những cái trang bị ở trên Atula của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ bao gồm những trang bị sau. Anh em chúng ta cùng di chuyển về một cái map nào đó có thể đứng được để xem được cái hiệu ứng, để cảm nhận được cái hiệu ứng của đồ đạc, cái trang bị ở trên nhân vật này. Đó, mọi người có thể thấy nhá. Arena lúc đến sự kiện thì đông như thế nào thì cái lúc hết sự kiện thì nó lại vắng như thế vậy. Vắng như vậy, không còn một ai nữa. Nếu mà còn thì chỉ có những Akrab thôi. Đó, mọi người đây thấy là Arena đã vắng tanh như chùa bà đanh. Không còn một nhân vật nào đứng trong này nữa. Đây, ví dụ Minh Béo này thì là đang là không chạy bãi. Không chạy bãi và cắm cố định ở đây luôn. Chào hỏi một chút xem bạn có đang online không. Lúc nãy mình đăng nhập vào, có thể mọi người để ý thấy là bạn ấy có hỏi là ai đang vào nick này vậy? Hả? Top 1 của chúa tể đấy mọi người nhá. Minh Béo này, Minh Béo 1 này. Top 1 chúa tể này hình như chủ account ở trên Lào Cai. Hình như anh ở trên Lào Cai và anh tên là Minh thì phải. Trước đây anh có một cái tên rất là huyền thoại nhưng mà không không hiểu lý do gì anh đã bỏ cái tên đấy đi, đó là cái tên Abunancer cấp cứu top 1 chủ tể. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một cái địa điểm đẹp hơn để có thể xem được cái hiệu ứng của cái độ đẹp của nhân vật này. Đây là đấu trường Arena khi mà hết các mem. Người đã bỏ đi hết, chạy về bãi. Rồi, về cái con ngựa này thì độc quyền của chúa tể mới có được mọi người nhá. Con ngựa chúa tể đang cưỡi này, như mình chia sẻ trong video trước ấy, con ngựa này nó rất là ưu đãi. Đó là nó có cái chiêu là hút 50% sát thương nội lực. Đó. Và chỉ có chúa tể mới có cái con ngựa này thôi. Ok, chúng ta sẽ có một nhân vật Atula của chúng ta ngày hôm nay đang sở hữu chiếc cánh lưỡng nghi độc nhất server trong cái lô đấu giá cuối năm 2020 vào Tết Dương lịch. Hình như có hai chiếc cánh cơ, còn một chiếc nữa mà chủ account này đã đấu giá thắng và chia sẻ cho cái người bạn đồng hành còn lại, có một trang bị gì hay một cái cánh nữa mình nhớ không nhầm, là cái dự kiện nó cũng khá là xa rồi. À, và cũng chia sẻ với mọi người một chút nhá. Đây là những cái video mà mình quay và không qua một cái biên kịch hay là kịch bản dựng sẵn trước về những cái thông tin ở trong game. Và tất cả những cái thông tin mình đưa ra thì nó chỉ là mình đoán là như thế, hoặc là nó cũng sẽ không được chính xác 100%. Vì thế nếu mà anh em nào nghe thấy nó không hợp lý hoặc nó sai như thế nào thì cứ chia sẻ để mình góp ý, mình sẽ sửa ở ngay bên dưới cái mô tả description này. Tại vì có những cái thông tin mà khi mình đã public video lên YouTube mà sửa lại thì rất là mất thời gian, mình sẽ không sửa đâu. Đó, vậy thì anh em cũng có thể lượng thứ cho những cái thông tin mình có thể public sai. Ví dụ như hôm trước mình có public sai một cái thông tin rất là cơ bản, như là hiện tại MU Hà Nội đang có ba cái hệ nữ, đó là F này, Sum này, Thương Thủ, nhưng mình không nhớ đến nhân vật Thương Thủ. Mình chia sẻ chỉ có hai nhân vật là F và Sum thôi, và có một bạn đã góp ý và mình cũng đã xin lỗi và chỉnh sửa cái thông tin đó, đại loại là như thế. Thì mong mọi người hết sức thông cảm. Rồi, chúng ta sẽ đi vào xem cái trang bị của Atula ngày hôm nay, xem trang bị Atula ngày hôm nay với những cái bộ set, bộ trận đồ gì đang mặc. Ok. Điểm đầu tiên ấy mà chúng ta sẽ phân tích mổ xẻ ở trên nhân vật này đó chính là bộ Thái Dương. Bộ Thái Dương này thì thường ấy, những DL top hoặc là những DL mà mọi người chơi ở cái mức đầu tư chung ấy, thì sẽ mua cái bộ này. Và theo mình đánh giá thì bộ Thái Dương 3 mắc đồ 380 này nó đẹp hơn rất là nhiều cái bộ Chí Tôn màu xanh. Màu xanh, bộ Chí Tôn là bộ Storm ngày xưa thì phải. Trong hay bộ Adam ấy. Bộ Chí Tôn là bộ Adam ngày xưa đấy. Còn bộ một bộ Storm nữa, bây giờ nó tên là cái gì cơ mình không nhớ, nhưng mà xấu. Nhưng mà trên Thái Dương thì đội ngũ design của game họ làm một bộ Thái Dương cho chúa tể rất là đẹp. Nó không đến mức quá hầm hố nhưng nó vẫn toát ra một cái vẻ vẻ gì đó rất là khủng, rất là mạnh. Đó, mọi người có thể thấy đó, nó không toát ra cái vẻ hầm hố như trên quyền binh nhưng mà nó vẫn có một cái vẻ đó rất là sắc và mạnh. Thái Dương 3 mắc, full 3 mắc. Mọi người có thể thấy là Thái Dương full 3 mắc này, và kèm với khiên tối cao full này.
với mức giá là 15 triệu trên thị trường chuyển nhượng. 15 triệu. Cái thời điểm trước đây mình chơi hệ chúa tể này, mình mua một cái bộ thái dương này, nó đâu đó nó chỉ khoảng 8 triệu rưỡi thôi. Nhưng bây giờ nó đã lên tới 12 triệu này. 12 triệu mà anh em mà nhả ra là có người mua luôn, tại vì nó bây giờ mọi người chơi cái hệ này rất là nhiều, đông đảo lắm. Và bộ thái dương 3 mắc vẫn là một trong những cái bộ rất là mạnh ở season hiện tại, với cái dòng màu tím kìa, nó riêng biệt. Đó, tăng lượng HP 2000, khả năng tránh đòn 100%, mỗi một đồ đều có hai cái dòng đấy. Đây là cái đặc điểm chung của cái đồ Never 380. Ok. Mọi người có thể thấy rất là đẹp nhá. Rồi, cái trang bị tiếp theo mà chúng ta có thể soi đến ở trên nhân vật đó, chiếc vòng đeo Emerald cộng 15. Vòng đeo này thì như mọi người có thể thấy là vòng đeo pen thủ, chúng ta gọi là pen thủ ba nước. Tuy nhiên thì cái pen thủ ba nước này nó có cái số sắp xếp của những cái dòng socket nó hơi khác so với những cái pen thủ ba nước khác. Ví dụ như cái dòng nước 1 này này, cái dòng nước 1 này thì thường mọi người sẽ khảm ở dòng dưới cùng, hoặc là từ khe thứ tư thứ năm. Còn dòng đất là thường là dòng đầu tiên, dòng gió là thông thường thứ hai. Nhưng mà pen thủ này của Atula thì lại khảm dòng nước 1. Tuy nhiên thì nó chả ảnh hưởng gì tới cái chỉ số sức mạnh cả mọi người nhá. Chả không ảnh hưởng gì chỉ số sức mạnh, kể cả cái vòng đeo này nó có bị hết cái máu ấy. Hết cái máu nó như đúng như cái đồ của chúng ta này. Cái độ bền ấy, độ bền nó bị giảm đi thì nó cái đồ nó chả có ảnh hưởng gì. Và khi mà một món đồ nó có hiện cái hình cái khóa này là đã có bảo hiểm này thì không thể mất được. Không bao giờ có thể bị bào mòn ở trong game, bị đánh quái, bị bào mòn hỏng vũ khí, hoặc là kể cả mọi người có đi trộm cũng không thể lấy được. Có ăn trộm cũng không thể lấy được. Tại vì là đồ bây giờ bực bảo hiểm cực kỹ. Đồ ăn trộm thì mọi người chẳng ăn trộm được đâu, hoặc là sẽ về đồ món đồ nhóm 3 đó. Chiếc vòng đeo Emerald này với mức giá là 45 triệu này mọi người này. Vòng đeo Emerald cộng 15 pen thủ ba nước. Rồi. Tiếp đến là cặp hậu thư siêu socket. Cặp ring hậu thư siêu socket này với mức giá là bán kèm xác, tại vì đây là cặp nhẫn được đổi bằng 4.000 điểm skin dư. Được đổi 4.000 điểm skin dư và 20.000 bạc để lấy cặp nhẫn này. Vì thế nên cái giá trị của nó sẽ được đính kèm với cái giá trị xác của account. Vì thế nên mình sẽ không định giá được cái cặp nhẫn này. Đó, nếu mà chủ ác người ta chia sẻ thì mình vẫn đã định giá được. Ok, trang bị tiếp theo mà mọi người có thể nhìn thấy ngay đó chính là chiếc quyền trượng sấm sét. Quyền trượng sấm sét này là một trong những cái dòng sản phẩm mà nhập môn của chúa tể tầm trung. Mọi người nhìn kỹ cái quyền trượng sấm sét đang cầm trên tay của chúa tể nhá. Mọi người nhìn cái đầu điểm đầu của trượng ấy, sẽ có một cái giải liên thiên hà. Giải thiên hà đang quay ở bên trong cái ba cái gai đó, nhìn rất là đẹp, hiệu ứng mọi người có thể thấy hiệu ứng quyền trượng sấm sét rất là đẹp. Đó, mọi người đấy nhìn thấy cái giải thiên hà đang bay chưa? Đây, đằng trong này. Đó, rất là đẹp nhá. Design cực đẹp luôn, quyền trượng sấm sét. Quyền trượng này thì là quyền trượng được đi thuê về. Mọi người có thể nhìn thấy ngày hết hạn kìa. Ngày hết hạn là ngày 25 tháng 11. Tháng sau mới hết hạn cơ. Mọi người mới thuê cái này, quyền trượng sấm sét K5. Con này thì nhiều người bán mà. Cái này thì nó cũng giá tầm trung chắc đâu đó khoảng từ 4 đến 6 triệu tùy cái dòng X ở bên trên, cái dòng gia tăng sức sát thương tấn công thì nó sẽ là 1 hay 2 dòng quyền trượng sấm sét. Trước đây thì nếu mình nhớ không nhầm thì Atula sử dụng cái hệ thống trang bị quyền trượng thánh thần và bộ thánh thần full mà hiện tại chúa tể Madara đang mặc ấy. Nhưng mà chủ account này đã chuyển nhượng lại cho chúa tể Madara với cái giá trị chuyển nhượng bằng với cái giá trị mình thông báo ở trên cái video của Madara. Mọi người có thể tìm lại xem. Đó, trước đây những cái bộ kia là thuộc Atula mọi người nhá. Nhưng mà anh em đã chuyển nhượng cho nhau. Rồi, cái trang bị tiếp theo mà chúng ta sẽ xem đến đây là một chiếc vòng đeo Emerald. Nhưng vòng đeo này là vòng đeo, đây chúng ta sẽ gọi trong game là gọi là pen công hàm truyền thống. Pen công ạ. Pen công K5 thì nó sẽ có mức giá khoảng mười mấy triệu thì phải. Mình nhớ không nhầm là 12 hay 15 triệu cái pen này. Khi chúng ta đánh nhau thì bắt buộc phải đeo pen thủ. Còn nếu mà thích tăng đam thì có thể đeo pen công này. Còn nếu mà tăng đam nữa thì đeo pen siêu socket như Madara, cầy cho nó một cái pen siêu socket. Còn đây là pen khảm K5 truyền thống với 5 dòng băng băng nửa xét xét. Đó, mọi người có thể thấy từng dòng một. Rồi, cái trang bị tiếp theo mà không thể thiếu trên một nhân vật khi mà đi PK đó chính là một bộ socket nữa. Phải có một bộ socket nữa mọi người ạ.
Bộ socket ở trên Madara sẽ là bộ thánh thần. Mọi người biết bộ thánh thần này, hiện tại server chỉ có hai bộ và bộ đầu bộ còn một bộ nữa thì ai ai cầm, mọi người có biết không? Đó chính là chúa tể tối cao Zeus đại đế mà trước đây mình có review với mọi người đấy. Zeus cũng đang cầm một set giống y như thế này, thánh thần K5 socket và một khiên tham tinh cũng cầm K5. Bộ này với mức giá là 25 triệu, 25 triệu. Và bộ thánh thần này của Atula được đấu giá vào năm 2019, còn bộ của Zeus được đấu giá vào năm 2020. Mới chỉ có hai bộ trên toàn server thôi. Đây là trang bị thánh thần. Đó, mọi người có thể ngắm nhìn. Rất là đẹp. Và như mình cũng đã chia sẻ mọi người thì khi mọi người đánh nhau mà với khả năng PK muốn toàn diện được thì chắc chắn phải có hai bộ, một là bộ full và hạ một thứ tiếp theo nó là bộ thánh thần. Đó, full bộ thánh thần. Rồi, cái bộ thánh thần cũng như khiên tham tinh này với mức giá là 25 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái trang bị cuối cùng, option cuối cùng mà một anh em có muốn mình làm cái clip để giới thiệu tới cái món trang bị này. Đó là chiếc cánh lưỡng nghi. Mọi người có thể thấy là cái hiệu ứng của cánh lưỡng nghi ấy, khi nó phe phẩy nó sẽ có những cái lông chim nó bay ra. Đó mọi người thấy chưa? Những cái lông chim trắng nó bay ra, nó tạo cái hiệu ứng rất là đẹp. Tạo hiệu ứng rất là đẹp. Và cái cánh này khi chúng ta nhìn ngang, thì chúng ta sẽ thấy nó bao gồm ba cái cánh ghép lại. Nó là sự kết hợp của ba cái cánh. Đó là một cái cánh của sâu với cái khả năng cánh lông chim, cái thứ hai là một cái cánh của sum. Mọi người đã nhìn thấy cánh của sum, những cái cánh cấp 2 của sum chưa? Cái thứ ba là cái áo choàng. Áo choàng thì sẽ xuất hiện trên chúa tể. Đó, đây là sự kết hợp một cái cánh với cái hiệu ứng kết hợp của ba cái cánh vào một cái cánh. Đó, và cái cánh này thì toàn server chỉ có một chiếc thôi. Một chiếc mà còn phải có hạn dùng đấy mọi người nhá. Chứ admin thì chưa ra cái cánh này vĩnh viễn. Chưa có cái bản cập nhật nào để có một cái cánh này hoặc là cái event nào có một cái cánh nào vĩnh viễn. Và như mọi người có thể nhìn thấy là cái cánh của chúng ta thì nó sẽ có một cái bên tay phải nó cao hơn so với bên tay trái thì phải, nếu mình nhìn không nhầm. Rồi chúng ta sẽ đi vào chỉ số của cái cánh lưỡng nghi này. Cánh lưỡng nghi này là cánh lưỡng nghi full và nhìn cái cánh này thì nó sẽ có thể sử dụng cho tất cả các hệ nhân vật, pháp sư, hiệp sĩ, thánh nữ, đấu sĩ, chúa tể, huyết vương, quyền binh và thương thủ đều đeo được hết. Và ngày hết hạn chính là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020, à đâu mùng 2 tháng 1 năm 2020, chính là ngày ngày mùng 1 tháng 1 năm 20 ngày hết hạn là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021, thì cái cánh này được đấu giá thắng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên đến ngày mùng 2 thì admin mới trả cánh về hòm đồ, vì thế nên là sẽ có hạn đúng 1 năm, đúng 1 năm. Đó, mọi người đã hiểu chưa? Và cái dòng ở trên một cái cánh full này cũng đầy đủ 7 dòng như những cái cánh full khác của thế hệ cánh thứ tư trong game. Đó, rất là đẹp. Đây là cánh lưỡng nghi mọi người nhá. Ok, còn bảng Master Skin của Atula thì mắc hết rồi. Cày mắc thì chắc chắn sẽ mắc rồi. Sắp tới thì mình cũng sẽ có làm thêm video clip về một app top hoặc là app sở hữu trang bị khủng nhá. Mọi người cùng đón nhận trên kênh YouTube của mình. Mọi người cùng đón nhận cái thông tin đó. Mình sẽ chụp lại một vài kiểu ảnh để sau này mình sẽ làm ảnh bìa cho cái video này. Rồi. Tất cả video mình render nên đều chất lượng 4K, mọi người cùng cùng ủng hộ cái kênh của mình. Đặc biệt là đối với những anh em không còn cái điều kiện có thể ngồi chơi game thì có thể xem lại những cái giá trị trong game. Sắp tới mình cũng sẽ làm thêm video về sách thuộc tính mọi người nhá.
Hiện tại đây Atula đang sử dụng quyển sách thuộc tính nguyên tố bóng tối. Nguyên tố bóng tối mọi người này. Đó, khuôn anh hùng nguyên tố bóng tối với 4 khe thần 4 khe. Và quyển sách này đã được kích hoạt ẩn nên với cái cơ hội sát thương chí mạng thuộc tính cộng 10%. Đã được kích hoạt ẩn xong. Vì cái chiêu của chúng ta là tăng cường triệu hồi quạ, nó hỗ trợ cái nguyên tố bóng tối. Vì thế nên chúng ta sẽ phải đeo cái quyển đó. Muốn đam khỏe thì anh em cứ đeo rồng chiến lên. Xem có sự kiện đánh nhau đấm đá gì không. Đây này, mọi người đang tập trung lên gì đây. Chắc là đội này vừa bị một bạn nào đó quét về cái vị trí này, đầu cổng này, về làng đấy. Nhận game của chúng ta thì sẽ rất là sôi động. Mọi người chơi game thì không hẳn là sẽ là cày cuốc yên bình đâu, tại vì nó game PK mà. Rất là nhiều người nên diễn đàn thắc mắc hoặc là chửi nhau ấy. Mình thấy rất là nhiều người, nên đặc biệt là Facebook, rất là hay chửi nhau về cái vấn đề PK ở trong game. Về vấn đề PK, về vấn đề cắn thần mã, hoặc là về vấn đề sói tinh, xịt sói nọ kia, hỏng trang bị đồ. Thực ra là mọi người trao đổi thì nó cũng sẽ giúp cái nhóm nó thêm những cái tích cực hơn, nhưng mà nó là vô nghĩa. Mình sẽ trình bày quan điểm của mình về tất cả anh em xem kênh về cái PK trong game. Thì khi mà chúng ta chơi game ấy, admin cũng đã phân biệt ra những cái phòng non PK và những phòng PK, phòng PVP ấy. Nếu mà anh em thích yên bình thì anh em có thể về những cái phòng không PK được, không PK được nhau. Còn nếu mà anh em xác định có một cái bãi đẹp, ví dụ như là mình sẽ về Karutan 2 đi. Ví dụ như ở đầu bãi đây, đây là một bãi rất là đẹp này. Một bãi rất là đẹp. Mọi người có muốn cái nhóm của mình có cái bãi đứng này đẹp mà mọi người vào phòng PK được ấy, thì chắc chắn mọi người sẽ bị giết. Tại vì xã hội luôn luôn là như thế, những cái giá trị tốt thì phải cạnh tranh nhau mới có được. Không lý do gì mà một cái tốt mà anh em mà sẽ san sẻ cho nhau cả. Đây là bản chất của game PK nó như thế. Vì thế anh em yếu thì, hoặc là anh em không đánh được thì không nên chửi nhau làm gì. Cái cách phục thù trong game này cũng rất là đơn giản thôi. Nếu mà anh em sẽ cảm thấy quá cay cú thì anh em hãy tìm cho mình những đội nhóm mạnh lên để KS lại. Anh em hiểu không? Để KS hoặc là đánh nhau lại luôn, đánh lại để chiếm bãi. Còn nếu mà mình cảm thấy mình yếu mà mình không thể làm gì được đối thủ của mình, thì chúng ta có thể về những cái phòng mà không có PK, không có đánh nhau. Tuy nhiên những cái phòng PK không đánh nhau thì sẽ có cái sự KS rất là nhiều. Ví dụ như một cái bãi này mình đang đứng, mà các bạn đang đứng đi, mà mình muốn KS cái bãi đấy, thì chắc chắn mình phải có một đội cực mạnh về để KS, để các bạn có thể không nhận được kinh nghiệm và sau đó các bạn bỏ đi. Và chắc chắn ở phòng đấy thì không thể đánh nhau được mọi người nhá, không thể đánh nhau được. Cái phòng non PK thì không thể đánh nhau được. Đó, vì thế anh em nào chơi game mà xác định mà bị đánh nhiều ấy, thì anh em cũng không nên cay cú làm gì cả. Vì dù sao nó cũng chỉ là một cái game thôi. Anh em chơi game để thư giãn, chứ không chơi game để chuốc những cái bực tức vào người. Đó. Nó giống như với anh em chơi game, ví dụ như những cái game trí tuệ, như game đế chế chẳng hạn. Tụi mình có một người bạn rất hay rủ mình vào chơi, nhưng mà game đấy là một trong những cái game rất là cay cú. Đó. Chơi thua rất là cay. Thế là nếu mà mình cảm thấy chơi thua mà cay mà cơm không ăn được là mình không chơi nữa. Đó, mình bảo mình không chơi, mình làm việc khác. Họ có thể rủ những người anh em của mình chơi những cái game mà có thể vào hội nhóm với nhau, đừng nên cay cú với nhau. Đấy là cái chia sẻ của mình về cái quan điểm chơi game. Còn mọi người chơi game mà cứ nôi hết họ hàng hoặc là hình ảnh của con cái hoặc là gia đình lên trên Facebook hoặc là trên diễn đàn đăng, thì thực sự nó là không hay. Nó không hay, nó thể hiện cái bản lĩnh của mình là những người kém cỏi và thiếu học thức. Đó, hãy chơi game theo cái cách văn minh ấy. Đây là cái chia sẻ quan điểm cá nhân. Có thể những anh em nào đang chơi game theo cái cách mà ngược lại mình nói, mình chia sẻ, thì chắc là sẽ không hài lòng mình. Có thể là không hài lòng rất là nhiều, nhưng mà mình cũng chia sẻ thẳng là như thế. Anh em chơi game để lấy niềm vui, chứ không nên chơi game để chuốc cái sự cay cú vào người. Đó. Và mình khi mình chơi với những mình có
nói chuyện hoặc là có điều kiện ngồi với những nhân vật top như thế này này, những nhân vật top như Atula hoặc là dân chơi Ninh Bình hoặc là Madara ấy, thì những người như thế người ta đa số là người ta không thèm quan tâm tới, không quan tâm tới game đâu, họ chỉ có niềm đam mê thôi. Còn cái chuyện mà chửi nhau trong game hoặc đánh nhau thì nó rất là ít có, đặc biệt là chửi nhau là không bao giờ có. Đó, các bạn cứ vào game PK, đặc biệt mình hay vào, mình hay tắt cái kênh chat ôn đây này, mọi người này F5 để bật tắt nhá. Thì cái kênh chat này này nó sẽ là cái kênh để chúng ta có thể mua bán đồ, nhưng mà khi mà mọi người chửi nhau thì cũng hay rất đưa lên cái kênh này và chửi rất là khủng khiếp. Hoặc là mọi người vào những câu lạc bộ diễn đàn chợ nhóm ở trên Facebook cũng vậy, chửi nhau thì thôi rồi luôn, chứng kiến mà mình cũng thấy, mình nhìn mình cũng thấy mệt chứ đừng nói khổ chủ đang bị chửi. Đó, không biết anh em có tranh cãi với nhau cái điều gì mà chửi nhau gắt gỏng như thế thì mình cũng đến chịu. Đó. Ok. Vừa rồi là mình có mượn được account Atula, một trong những bậc tiền bối ở trong game đang 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 là chủ account này, có cho mình mượn để giới thiệu tới mọi người cái cánh lưỡng nghi cùng với hệ trang bị nhân vật đang có trên cái account này. Và trong thời gian tới nếu mà mọi người cần thêm những cái thông tin gì về game thì mọi người có thể comment ở dưới cái video trong cái kênh của mình. Nếu mình có thể làm được thì mình sẽ làm cho mọi người. Mình có thể làm được trong cái khả năng của mình. Còn nếu mà cái nào nó vượt khả năng thì mình xin phép mình không làm được. Và sau khi làm hết cái những cái nhân vật gọi là bảng xếp hạng top hoặc nhân vật đình đám ở trong cái server Hà Nội ấy, thì mình cũng sẽ có liên hệ với những anh em bên hai cái server còn lại, đó là server Bá Vương và server Vương Quyền, để có thể đưa ra những cái video khác về hai cái server đó. Và MU Hà Nội bây giờ hoạt động trên cái ba cái server, đó là server Hà Nội, server Bá Vương và server Vương Quyền, hoạt động độc lập nhau. Tất cả những cái nhân vật ở ba server này không thể gặp nhau được, độc lập luôn mọi người nhá, với bảng xếp hạng độc lập. Vì thế nên là nếu mà mọi người đang chơi những nhân vật top đang chơi ở bên những server kia mà có nick top thì cũng có thể liên hệ với mình để cho mình mượn những cái nhân vật account của mọi người để mình có thể giới thiệu tới toàn thể anh em đam mê những cái giá trị về account hoặc là vật chất, giới thiệu với những người đam mê, những anh em đam mê game để anh em có thể hình dung rõ hơn cái cách vận hành và những cái con game nó đang hoạt động trong game nó sôi nổi như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ quay về map Davias để cùng kết thúc video này tại đây. Ok, mình vào nhầm rồi. Đó. Chắc không gỡ được con rồng chiến này xuống thế này. Rồi, video vừa rồi là mình có review về Atula, một trong những account có cái account và chủ account nhé, có cái tuổi đời rất là lâu trong game, một trong những gạo cội của game. Rất là nhiều người đã đồng hành cùng anh với rất là nhiều năm trong game. Tuy nhiên mọi người cũng đã có những người đã bỏ game, tuy nhiên anh vẫn còn đam mê và cái nick account này vẫn được sự chủ sở của anh. Và trong account này thì trong tất cả những cái video mình chia sẻ, mình không bao giờ mình chia sẻ tên chủ account cũng như là số điện thoại gì gì đó. Thì đây là một cái điều, nó là cái thông tin cá nhân, mình không muốn chia sẻ. Mọi người nhìn vào đây, nhìn thấy chỉ số máu của chúa tể của chúng ta có đâu có 131.000 và cái năng lượng có 25.000 thì không phải là nó yếu đâu, tại vì họ chưa cộng điểm đấy. Mọi người nhìn đây này, điểm dư còn rất là nhiều. Chúa tể của chúng ta chỉ cộng mỗi 10.000 điểm vào mỗi cột. Nhưng mà khi anh reset xong thì không phải một 10.000 điểm này, reset xong thì phải rất là nhiều, tại vì là điểm dư của Atula đã là 105.000 rồi. Thì khi reset xong phải hơn số điểm này rất là nhiều. Cái điểm máu và mana này là đang điểm, là điểm tất cả những cái món đồ này mặc lên nó nhiều như thế thôi. Đó, mặc lên nó nhiều như thế thôi. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video lần sau.